Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review với các bạn một chiếc ô mở tự động. Ô mở tự động này của mình sẽ có màu hồng. Và ô mở tự động là sao ạ? Là chúng ta chỉ cần bấm vào nút là nó sẽ tự mở ra. Ô này, đây, ở đây sẽ có một cái nút, đó là mũi tên lên và đi xuống. Thì chúng ta khi chúng ta mở thì chúng ta sẽ ấn lên trên. Đấy các bạn này, nhìn này, rất là to. Và chiếc ô này của chúng ta sẽ gồm có 10 xương tất cả. Ô này của chúng ta sẽ gồm có 10 xương, rất là chắc chắn, cực kỳ là chắc chắn luôn. Mình đã test thử ở ngoài là mình thấy cái ô này của chúng ta là vô cùng chắc chắn đấy. Bên trong rất là dày dặn để chúng ta chống khi chúng ta mà đi mưa ấy, đi mưa hay là chúng ta đi nắng là bảo vệ của chúng ta là cực kỳ tốt. Và khi chúng ta mà muốn cộp xuống thì chúng ta ấn vào nút ở dưới, ô nó sẽ tự động cộp lại cho chúng ta. Và khi chúng ta ô tự động cộp lại thôi, còn chúng ta phải lấy tay cầm để kéo xuống thì nó mới gọn gàng lại được. Khi nó kêu sập một tiếng là ok. Và ô này của mình đang bán với giá đó là 85.000 một chiếc ô như thế này, khá là tiện lợi khi chúng ta mà bạn nào mà hay có con nhỏ ấy, thường thường là chúng ta một tay bế con đúng không ạ, thì đi ra đường thì trời nó nắng hoặc là trời bất mưa bất chợt thì chúng ta cần có một cái cây ô như thế này, cây ô như thế này. Thì khi mà một tay bế con rồi thì các chị em không thể tự mở ô ra được, thì với chiếc ô như thế này nó sẽ tự động mở. Thì một tay các chị em bế con và một tay bật ô thì vẫn cực kỳ là ổn. Và khi mà ship về đến tay mọi người á thì bên nhà sản xuất có tặng chúng ta thêm một cái miếng xốp ở đây để giúp chúng ta bảo vệ những cái nút bấm ở đây, tránh bị va đập, tránh bị méo mó hay là bị chảy xước sản phẩm. Và ở bên ngoài họ sẽ tặng chúng ta một cái túi vải như thế này để chúng ta để sản phẩm này vào. Đấy, chúng ta để vào đây. Đấy, khi trao đến các bạn là sản phẩm sẽ gồm có như thế: một cái miếng xốp để bảo vệ tay cầm và một cái miếng vải để tránh cái tình trạng mà khi chúng ta đi mưa ấy, là chúng ta cần có một cái túi để vào ấy, thì là sản phẩm này sẽ tặng kèm theo. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.